Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Trong cái clip ngày hôm nay thì Ecomart xin tiếp tục giới thiệu đến anh chị một chiếc nồi nấu chậm của hãng Bia. Cái nồi này thì cực kỳ là tiện dụng. Anh chị có thể chế biến được mọi món ăn từ hấp, nấu cháo, nấu súp. Đặc biệt là anh chị có thể dùng để trưng yến, để tẩm bổ cho tất cả thành viên trong gia đình nhà mình. Mẫu nồi Bia này tại Ecomart đang bán có model là DDZ A08G2. Với một cái mức giá chưa đến 500.000 đồng thì anh chị đã có thể sở hữu được chiếc nồi này rồi. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều các cái mẫu nồi Bia đang bán. Tuy nhiên thì đó là các cái mẫu nội địa và bảng điều khiển của các cái mẫu nồi đó hoàn toàn là bằng tiếng Trung Quốc. Nhưng tại Ecomart đang bán cái mẫu nồi Bia này là mẫu nồi Bia chính hãng, hàng nhập khẩu chính hãng và nó là bản quốc tế. Cái bảng điều khiển của chiếc nồi này sẽ là bằng tiếng Anh. Bản quốc tế thì sẽ là bằng tiếng Anh và đầy đủ các tính năng để anh chị có thể lựa chọn. Mẫu nồi này thì nó thiết kế là vỏ nồi thì sẽ là bằng nhựa nguyên sinh. Vỏ nồi bằng nhựa nguyên sinh và nó có tính năng là chống cháy, nó sẽ tự ngắt khi mà hết nước. Cái cơ chế hoạt động của nó thì rất là đơn giản. Đây ạ, đây là nồi này. Đây là bên ngoài của nồi. Bảng điều khiển, các nút lựa chọn chức năng bằng cơ. Đây là nắp nồi, nắp nồi sẽ là bằng nhựa. Phía bên trong lòng nồi, cái quan trọng nhất là cái lòng nồi thì nó sẽ được làm bằng sứ. Bằng sứ thì cái thứ nhất là nó truyền nhiệt tốt, giữ nhiệt tốt, nên là nó sẽ rất là ổn định trong quá trình hầm và nấu. Còn phía dưới này là lòng nồi, đáy nồi. Cái nồi này thì cái cách sử dụng rất là dễ, anh chị chỉ cần cho nước vào trong đây. Sau đó thì mình cho thực phẩm cần chế biến vào trong lòng nồi bằng sứ này. Cho gia vị đầy đủ, sau đó anh chị đậy lắp lại như thế này. Đây, mình cho vào trong đây. Và khi cho nước thì anh chị nhớ là không được cho quá cái vạch mắc này đấy ạ. Đây, sau đó mình để nồi vào trong này. Đậy nắp lên như thế này. Sau đó đậy lắp ngoài vào. Nắp thì cũng được thiết kế rất là chắc chắn, không bị xê dịch. Ngoài ra là nó sẽ có một cái lỗ thông hơi ở đây. Khi mà anh chị lựa chọn chức năng thì anh chị chỉ cần bấm vào đây. Mình lựa chọn chức năng thì đèn sáng nó sẽ nhảy ở, mình dùng chức năng nào thì nó sẽ sáng đèn ở chức năng đó để anh chị lựa chọn. Nồi này thì nó sẽ có 6 cái chức năng chính. Chức năng đầu tiên là hấp, tiếp đến là nấu súp, ba là nấu cháo. Và một có riêng một cái chức năng để trưng yến, dùng rất là tiện lợi. Nó sẽ cài đặt nhiệt độ và thời gian sẵn để anh chị có thể làm ra được những cái món ngon mà nó vẫn giữ nguyên được cái chất dinh dưỡng cũng như là hương vị của món ăn. Ngoài ra thì anh chị có thể dùng để kho cá. Đây là chức năng kho cá. Và đây là đèn giữ ấm. Đây là khi mà anh chị dùng chức năng giữ ấm ấy. Để lựa chọn các chức năng thì anh chị ấn vào function. Sau đó thì mình dùng chức năng nào thì đèn nó sẽ sáng chức năng đó. Ngoài ra thì anh chị có thể tăng giảm thời gian. Vì mỗi chức năng thì nó sẽ có mặc định thời gian, gợi ý thời gian cho nhà mình. Khi mà anh chị muốn nhừ hơn hoặc muốn lâu hơn thì anh chị có thể tăng giảm thời gian ở đây, lâu hoặc nhanh. Đi theo của cái nồi này thì nó sẽ có thêm một cái vỉ hấp. Thì anh chị có thể dùng để hấp các cái món ví dụ như thịt hoặc là cá. Đây, dùng rất là tiện thì anh chị chỉ cần bỏ cái nồi này ra. Cũng vẫn cho nước vào phía dưới này, không quá vạch mắc. Sau đó anh chị để cái này lên. Để cái này lên, sau đó đậy nắp vào. Và chọn đúng vào, ấn vào function, chọn đúng vào chức năng hấp là được. Dùng rất là dễ sử dụng. Với cái mẫu nồi này thì là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Ngoài chính sách bảo hành của hãng, tại Ecomart vẫn có chính sách là 1 đổi 1 cho anh chị trong vòng 30 ngày. Và với cái công suất tiêu thụ điện của cái nồi này thì chỉ khoảng 200W thôi. Rất là tiện lợi, anh chị chỉ cần cho thực phẩm, cho đồ vào. Hết thời gian thì nó sẽ tự động cho ra món ăn mà mình không cần phải canh chừng thời gian. Ngoài các cái mẫu nồi nấu chậm này thì tại Ecomart cũng đang bán rất là nhiều các cái mẫu nồi nấu chậm khác, thì em sẽ cập nhật trong các cái video sau. Em rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách là ấn theo dõi kênh của siêu thị điện máy Ecomart để bên em có thể cập nhật thêm nhiều các cái video mới cũng như là các cái chương trình.
gửi đến anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.